mừng anh em mình đã đặt chân tới thành phố Quảng Ngãi nha. Rồi, chào mừng Quảng Ngãi nha. Mời các bạn. Mời các bạn nha. Ôi ôi. Wow. Ấm lòng chiến sĩ. Và chúc cho cái chuyến đi này Diễm sẽ gom được rất là nhiều hàng và bán cũng rất là nhanh luôn. Dạ, mời cả nhà luôn. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình. Hiện tại thì anh em mình đã có mặt tại thành phố Quảng Ngãi nha các bạn. Và hiện tại đang là 7 giờ tối các bạn ạ. Hôm nay thì mình có một cái hành trình khoảng 400 km, khá là dài, từ thành phố biển Nha Trang về với thành phố Quảng Ngãi. Và hiện tại đúng là 7 giờ tối nên là mình cũng không có nhiều thời gian để khám phá thành phố các bạn ơi. Trong cái hành trình mà mình đi từ Quảng Ngãi, từ Nha Trang tới Quảng Ngãi thì anh em mình có nhiều trải nghiệm trên kênh anh Tú xe đầu kéo vlog như bạn, thì các bạn có thể xem thêm ở bên kênh của anh Tú. Còn tối ngày hôm nay tới Quảng Ngãi thì mình rất muốn cùng với tất cả các bạn thưởng thức một cái món ngon mà mình rất là yêu thích mỗi lần mình di chuyển tới các thành phố, đó là món cơm niêu các bạn. Xin chào cả nhà nha. Mình không nghĩ là đi xa vậy các bạn ơi, tại vì từ thành phố Nha Trang mình đi ra đây hầu như là anh em mình di chuyển xuất phát cũng khá là sớm, nhưng mà đi tới đây là gọi là cả ngày ngồi trên xe là phần lớn thời gian luôn. Mà cái quan trọng hơn hôm nay là mình cùng với anh Tú này với mọi người là trải nghiệm đi qua đường đèo Cả, thì phải nói là rất là đẹp luôn. Mà đi đường đèo Cả nó sẽ có khác biệt một tí so với mình đi đèo Hải Vân, thì các bạn nếu mà xem trên kênh anh Tú thì thấy rõ là biển thời điểm bây giờ rất là đẹp luôn các bạn ơi, đó là nó xanh mướt mắt luôn. Và cái quan trọng nữa là đi hôm nay là nó sẽ tốn thời gian hơn một tí là do cái em xe này nè, xe đỏ, xe Camel của Phan Diễm thì chạy khá là chậm. Thì không biết là với anh Tú thì hôm nay anh Tú có một ngày trải nghiệm xe này thì anh Tú thấy sao? Hôm nay thì một ngày nói chung là đối với Tú là một ngày trải nghiệm mà rất là tuyệt vời, khi mà được ngắm những cung đường biển. Ngồi em xe nhỏ này thì do là cái xe nó sẽ là hơi sóc một chút, cho nên là anh Tú, anh trai của Dũng sẽ phải là đi chậm hơn, không dám đi nhanh. Với lại Tú cũng là một người mà khác với ngoại hình nhìn ngầu một chút, nhưng mà thực tế ra Tú là người chạy xe rất là cẩn thận. Mình đánh giá cao về cái tính cẩn thận của Tú luôn đấy. Thực sự là cái xe Camel này nó chỉ chạy được khoảng 60 đến 80 là cao nhất rồi. Trong khi xe của mình, xe Explorer thì chạy 90, có khi là hơn nữa nếu như đường cho phép. Nên là trên đường đi thì mình phải chạy khá là chậm để chờ cái xe này. Nên là cái hành trình 400 km mà mình đi từ 8 giờ sáng, bây giờ là 7 giờ tối thì mới tới nơi. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong cái chuyến đi lần này là đích đến của anh em mình là đảo Lý Sơn để thu mua tỏi các bạn. Nên là mình cũng mong là các bạn thông cảm khi mà anh em mình tới thành phố Quảng Ngãi thì không có quay được nhiều. Tuy nhiên thì lần này cũng là lần trở lại Quảng Ngãi thứ 3 hay thứ 4 của anh em mình rồi. Mỗi lần thì mình sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau. Thì tối ngày hôm nay là mình sẽ thưởng thức cái món cơm niêu. Bây giờ anh em mình cùng lên xe đi. Lên xe, cả hai xe cùng đi luôn nha. Lên xe đi Tú ơi. Xe Tú là đang xịt bong bóng. Nhìn vậy thôi, nhìn ngầu ngầu nhưng mà kiểu cute phô me que là thổi bong bóng này kia thôi các bạn. Bây giờ thì anh Tú sẽ ngồi bên xe của em để anh em mình cùng đi luôn. Lên xe này dẫn đường. Anh em mình tạm chia tay đi nha. Đây, mình sẽ đi xe này. Khi mà tới với Quảng Ngãi thì mình có hai khách sạn quen. Một là khách sạn Hùng Vương Hotel, hai là khách sạn New CC. Thì tối ngày hôm nay mình ở khách sạn Hùng Vương nhé các bạn. Thì nếu bạn nào lần đầu tiên tới Quảng Ngãi thì có thể ghé đây ở thử nha. Bây giờ là anh em mình sẽ di chuyển trên đường Hùng Vương các bạn ạ. Bên cạnh mình có một cái công viên cũng khá là đẹp này, công viên nhỏ thôi. Anh Tú là đã bao giờ tới thành phố Quảng Ngãi chưa anh Tú? Anh đến được có 1-2 lần thôi Dũng ạ. 1-2 lần. Và mình cũng không có nhiều thời gian để trải nghiệm, khám phá ở Quảng Ngãi và cũng chưa từng quay tập video nào ở trong thành phố Quảng Ngãi. Nhưng mà nếu mà nói về Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi thì anh Tú có cái điều gì đã từng biết trước đây không? Có một lần duy nhất hình như là mình đã từng ngồi ăn ở vỉa hè với mấy cái món gỏi cuốn ấy. Chứ còn cũng gọi là rất là biết ít thông tin, vì mỗi lần mình chỉ chạy xe đầu kéo là đi khu vực ngoài đường tránh thôi, đi qua những khu vực như là cầu Trà Khúc này, sông Trà Khúc. Nhưng mà cái ấn tượng lớn nhất đối với Quảng Ngãi thì đó là đảo Lý Sơn. Thực sự là Quảng Ngãi là có nhiều điều đặc biệt lắm, nhưng mà trước đây là em cũng như anh Tú ấy, là không biết nhiều về Quảng Ngãi, chỉ nghe sơ sơ hoặc là nghe ai đó kể lại hoặc là xem trên báo thôi. Nhưng mà sau nhiều lần trở lại Quảng Ngãi thì ngày càng yêu quý Quảng Ngãi và thấy là Quảng Ngãi là vô cùng đặc biệt luôn. Đấy, chính vì thế mà lần này được Dũng mời mình đi đến đảo Lý Sơn để thu hoạch tỏi thì mình rất là háo hức, rất chờ đợi, vì mình là một người con miền Trung, cho nên là khi được
mời đến những cái chuyến đi về khám phá miền Trung thì mình rất là thích thú. Ra là Quảng Ngãi là bà con ở đây rất là dễ thương anh Tú ạ. Em đi được vài lần rồi thì em rất là ấn tượng với Quảng Ngãi luôn. Bà con đấy kiểu rất là dễ thương, với lại là khán giả của kênh mấy anh em mình là ở Quảng Ngãi cũng rất là nhiều luôn. Có một điều đặc biệt về người Quảng Ngãi ấy, là không biết anh Tú có cảm nhận này không? Đó là sự hóm hỉnh hài hước. Hài hước. Người dân Quảng Ngãi là ngay ở Sài Gòn mình gặp bất kỳ ai thì mọi người đều có một cái tính hài hước sẵn trong máu rồi. Tính hài, vui vẻ, lạc quan. Anh thì cũng chưa được tiếp xúc nhiều đâu. Có một số người bạn anh làm đồng nghiệp lái xe thì anh em là cũng ở cái miền miền biển là giáp với khu vực Sa Huỳnh, là đấy là đã giáp với lại là Bình Định rồi ấy. Đấy thì nói chung là người Quảng Ngãi có một cái gì đó hiền ấy, anh cảm nhận là thấy hiền và chân chất. Nếu mà anh Hải, anh Tú đã có nghe về cái món giòn chưa anh Tú? Anh chưa. Chưa ăn giòn. Thiếu sót quá. Em thì đã review 3 lần về giòn Quảng Ngãi rồi, nên là hôm nay em quyết định là ăn cơm niêu. Wow. Mỗi một lần anh em mình tới Quảng Ngãi thì sẽ cố gắng khám phá những cái địa chỉ ăn uống. Thật ra thì mình với anh Dũng là đã quay cũng vài video về ở Quảng Ngãi rồi. Và trong đó là các bạn là không nên bỏ qua đó là món giòn nha các bạn. Giá rất là rẻ luôn anh Tú ạ. Wow. Chỉ có 15 ngàn một tô thôi. Em đố anh Tú nha. Ở Quảng Ngãi ấy, có một cái món mà bà con bán ở Sài Gòn cực kỳ nhiều luôn. Nổi tiếng luôn. Đó là món gì đấy? Bây giờ hiện tại là mình đang tạm quên đấy. Cái tỏi thì là cũng là nổi tiếng rồi này. Rồi món, còn đồ ăn à? Đồ ăn thì đồ anh tạm quên rồi. Món hủ tiếu. À. Hủ tiếu Sài Gòn, nhưng rất đông hủ tiếu bình dân ở Sài Gòn là do người dân Quảng Ngãi bán. Rồi món thứ hai là món bánh xèo Quảng Ngãi. Bánh xèo Quảng Ngãi nữa. Hay đấy nhỉ. Ở ngoài này thì còn một cái loại đặc sản nữa, đó là cá bóng sông Trà Khúc. À. Là đặc sản luôn. Rồi mắm ở Quảng Ngãi cũng ngon. Mắm mà các bạn dùng để ăn chấm với lại thịt luộc này, rồi cà pháo này kia, rất là ngon. Ở đây thì anh cũng được ăn một số quán bánh hỏi cháo lòng mà Diễm yêu thích, cũng ngon đấy. Làm ngay trên quốc lộ 1 và rất là gần với cái trạm thu phí mà lúc anh em mình đi qua ấy Dũng ạ. Sát trạm thu phí luôn nhé. Tú anh đi phía trước mà giờ đi rồi thở bóng đập trời. Vừa đi vừa bơm bóng. Chiếc xe cùng tè phô mai. Bác Tài thì nhìn hơi ngầu một chút này, nhưng mà rất là ram vui. Thịt nướng này, rất là đông khách này. À đấy, anh có ăn món ram thịt nướng này rồi này rồi. Quấn vào ấy. Thực ra là đôi khi mình muốn là khán giả kênh Phạm Dũng có nhiều cái trải nghiệm trong một clip review đồ ăn. Nên là mình thường chọn những quán sang, quán nhiều món. Nhưng nếu mà đúng ra thì mỗi clip mình tìm hiểu về một món đặc sản địa phương thôi thì nó sẽ rất là hay. Mà đôi khi có thể là nó sẽ hơi đơn điệu thì mình sẽ chọn một cái cách là review nó nhiều món. Ví dụ như món ram vừa rồi là rất là đặc biệt. Cái này thì anh thấy hình như hay bán tối, chứ nếu mà kể ra có bán sớm sớm thì ngày mai anh em mình có thể là đi ăn sáng trải nghiệm một số món nhỉ. Quảng Ngãi là nhiều món ngon. Em xin thông báo là ngày mai là chúng ta 8 giờ rưỡi là sẽ có mặt ở tàu, để 9 giờ là tàu chạy. Anh em mình sáng mai là sẽ dậy sớm đấy. Nói chung là anh rất là háo hức rồi. Đêm nay anh còn sợ mất ngủ ấy. Vì mình được ra đảo rất là ít các bạn ạ. Những cái đảo của Việt Nam mình rất là đẹp, nhưng mà mình chưa từng được đặt chân đâu. Đấy, gần tới đấy nhỉ. Ôi giời, cù tè quá. Ôi đây có bánh canh cá lóc nữa này. Đây là xe anh Tú này. Ngày trước mình chạy đầu kéo ấy, mình cũng hay thích những cái bác tài mà có cái phong cách mà vui vẻ như thế này, để nó quên hết những cái sự mệt mỏi đi Dũng ạ. Đi một cái hành trình dài ấy, mà lúc nào mình cũng cặm cụi lái xe thì nó sẽ rất là mệt. Nhưng mà mình thấy rằng Tú, anh trai của Dũng thì là kiểu luôn luôn là tấu hài ấy. Mình bất ngờ luôn với điều này. Vẫn chưa hết pin. Hôm qua còn đầu tư mua cặp pin về để hôm nay thổi bong bóng cho anh em mình xem. Cũng nhiều hoa sữa đây. Cái tên cũng rất là gần gũi. Cái kiểu là nghe thấy hoa sữa là mình thấy Hà Nội rồi đấy. Quán này nhiều món ngon lắm.
anh em mình vào quán thì các bạn ơi, thực sự rất là đói bụng rồi. Quán cơm niêu hoa sữa nha. Đây, anh Dũng là tại vì tới khá là trễ cho nên là anh Dũng đã gọi các đồ ăn món này kia lên sẵn hết rồi các bạn ơi. Trên đường đi tới đây là mình đã gọi đặt món rồi, tại vì mình xác định là tối ngày hôm nay tới Quảng Ngãi là khá là trễ nên là bây giờ là đã có món ăn đầy đủ lên bàn rồi. Đây vào ăn thôi. Wow. Wow. Nhiều thế. Thơm quá. Anh Tú có ngửi thấy mùi thơm của một món ăn gì đó trên bàn này không? Anh thấy đặc trưng đó là canh cua. Chính xác. Khi mà vào quán thì mình ngửi ngay thấy cái mùi thơm của tô canh cua mồng tơi với mướp này các bạn ạ. Thơm phức luôn, cái mùi của trái mướp anh Tú. Đúng rồi. Thực sự rất là thơm. Bên này thì mình có một cái món mà hồi nãy mình gọi điện đặt món thì cô chủ quán nói rằng đây là đặc sản của quán, đó là cá mú các bạn ạ. Cá mú mà sốt cái gì thì mình cũng quên mất rồi. Thơm với lại cà chua anh Dũng ạ. Còn bên này là gà rang gừng để ăn gà cơm nha. Đó. Đây là canh cá này. Nãy cô nói con cá gì mà cá đặc gì trưng có, luôn. Có nhớ lắm. Cũng là món một món đặc sản ở đây đấy. Cái tên của nó bạn hơi nào khó mà nhớ. Bạn nào ở Quảng Ngãi thì biết con cá này tên gì comment giúp Diệp nha. Còn bên này là sashimi cá mú. Thì hồi nãy cô nói là có mấy món cá mú ngon lắm thì mình nhờ cô làm hết chứ cũng không ngờ là có cái món sashimi cá mú ngày hôm nay luôn. Bên cạnh đây là một tô canh chua. Chắc cá là mú cái luôn. Cái phần đầu á anh Dũng thì đem nấu canh chua, còn cái mình thì làm sashimi này. Nhưng mà mình tin chắc rằng cái chén canh chua sẽ rất là ngon tại vì mình ngửi cái hương vị của nó cực kỳ quen thuộc như là ở Sài Gòn bác Phạm Dũng từng nấu vậy. Bên này mình có thịt luộc. Ôi để chấm với mắm. Bây giờ mình ăn món gì trước anh Tú? Chắc là anh nghĩ là mình hút bát canh, Diễm muốn hút một bát canh cua. Đây quá tuyệt vời để cho nó thanh đạm anh ạ. Đúng rồi. Xin thương một bát canh các bạn ạ. Trước khi ăn thì người ta khuyến cáo là mình sẽ hút một bát canh này thì nó sẽ tráng trong cái đường ruột và dạ dày. Dạ. Nó sẽ tốt hơn đấy. Đấy các bạn thấy là Quảng Ngãi là các bạn muốn hải sản có hải sản, muốn cơm có cơm, muốn ăn đặc sản như là bún miếng vẫn có luôn nha các bạn. À, em Tú vô và bát canh đi. Vô bát canh ạ. Khoan đã, mọi người quên Phạm Dũng rồi. đây. Anh Dũng cũng thèm canh này đúng không? Chắc là Dũng thèm canh cua rồi. Thực ra là vừa thèm mà vừa đói nữa. Đây, mời. Vô nào. Chúc mừng anh em mình đã đặt chân tới thành phố Quảng Ngãi nha. Rồi, vô. Chào mừng Quảng Ngãi nha. Mời các bạn. Mời các bạn nha. Ôi ôi. Wow. Ấm lòng chiến sĩ. Đúng tính đó. Người luôn các bạn. Thanh đạm á. Ngọt. Thơm. Đây gọi là hương vị quê nhà anh Tú à. Không có gì bằng một bát canh rau mồng tơi, canh cua hay là canh rau vườn cả. Nước ngọt quá. Ngọt quá. Ăn theo đúng kiểu là đi cả một ngày hầu như là ngồi trên xe khá là nhiều. Mình ăn xong mình cảm thấy khỏe người luôn á. Khỏe người, tỉnh người. Thực sự là tới giờ phút này là mình phải chia sẻ một điều mà mong là khán giả kênh vào những đồng cảm á nè. Anh em mình di chuyển qua miền Trung, cái mùa này rất là nắng nóng luôn. Và tới giờ phút này là hơn 7 rưỡi rồi, rất là mệt các bạn. Nhưng mà với cái chén canh này là khỏe người lại luôn. Đây, mình ăn cơm niêu thì người ta sẽ cho cái này là giống như cái đũa. Giống như đũa cả, người bác gọi đũa cả. Trong em gọi là đũa bếp. Chắc mình sai đầu. Diễm là thích ăn trong niêu luôn. Cái hạt gạo ở đây thì cũng gọi là kiểu dẻo dẻo các bạn, không có bị nhão nha, không nhão không khô, hạt to căng đầy đó. Ăn cơm niêu thì ít khi mà mình có cái đũa bếp to to đó bạn Diễm ha. Đúng rồi. Bây giờ thì anh em mình chắc là bắt đầu ăn cơm thôi. Nhưng mà đây là có sashimi này, anh Tú có muốn thử sashimi thì ăn chắc nha. Chắc là anh tí nữa anh thử sau đi. Bây giờ sẽ theo sở thích của Diễm đi. Làm luôn miếng thịt luộc với lại mắm ở ngoài Quảng Ngãi các bạn ạ. Đó. Cái này nếu mà có tỏi Lý Sơn á là kẹp một tí nữa. Kẹp đây, vô tép tỏi. Anh tặng cho Diễm chén tỏi Lý Sơn này. Đó, đây cả chén thích. Luôn đi. Anh bóc cái mới này. À được. Ăn cái này mà nếu mà được như một người ăn rồi một người bóc giùm nữa thì không có gì tuyệt vời hơn các bạn ạ. Cái này ăn thì gọi là hết cả túi nữa. Hôm nay phải nói là tỏi này nó hơi bé các bạn, nó gấp nó hơi khó. Nói chung là bóc nó hơi lâu tí các bạn nhé. Chấm mấy mắm nha. Mắm ở đây là đậm đà lắm. Mời cả nhà nha. Rồi, mời cả nhà đi, mình cũng chắc là chấm với nước mắm luôn đi. Cũng kiểu là hương vị đặc trưng thì chấm với nước mắm này. Rồi kèm thêm miếng tỏi nữa. Mắm ở đây thì kiểu nguyên pha nhưng mà pha theo kiểu
nguyên chất ấy, nguyên chất người ta chỉ cho ớt với tỏi vào thôi, nên là nó khá là đậm ấy. Ngon. Đi đường dài không có gì qua cơm anh Tú ha. Thịt ở đây rất tươi. Dạ. Mình thấy là thịt là chuẩn đấy. Đây. Rất là ít mỡ luôn nha các bạn, đúng kiểu ba chỉ luôn ấy. Đây này. Cái này là lạc là vừa phải, mỡ là rất là mỏng, rất là ngon. Đi đường dài mà có một bữa cơm như này mình nghĩ là hợp lý nhất anh Tú à. Đúng rồi. Sáng nay thì anh em mình ăn bún chả Nha Trang, và sau đó là tới trưa thì mình lại có duyên ăn cháo lòng bánh hỏi ở Phú Yên. Và từ trưa tới bây giờ là hơn 7 rưỡi thì anh em mình mới ăn tối, nên là đói bụng lắm. Mà thực sự là với một cái bữa cơm như thế này thì anh em mình sẽ có một cái năng lượng tuyệt vời để chuẩn bị sáng mai lên tàu ra đảo các bạn. Bánh mì rất là chu đáo nha. Ăn sashimi thì người ta thường sẽ ăn kẹp luôn với cả cái đậu hành á. Thì cái đậu hành trong này là ngâm với nước lạnh để cho nó tăng cái độ giòn ấy. Diệm này không quen ăn cái đậu hành sống này đó, nên là để đây đi. Anh không quen lắm. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ là thấy có cái món cá này lạ lạ, anh em mình có lên thử cái con cá mú này luôn không này Diệm này. Ăn luôn đi. Này cảm giác giống như là người ta sốt chua ngọt hay sao á. Thấy nói đặc trưng cho nên là mình cũng rất là muốn mà thưởng thức. Này hôm nay là kính lão đặc thoại. Tặng anh Tối phần bụng miếng, miếng này là ngon nhất đấy. Cái này thương lắm mà mới tặng miếng đó đó. Cái phần bụng là miếng này ngon nhất các bạn ạ. Anh Tối có thử xem thế nào. Thịt trắng tinh luôn nè. Người ta kiểu chiên sơ quá ấy. Thơm à. Hình như là có cái mùi chua 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 của trái thơm, trái khóm ấy. Ở đây anh thấy là có trái khóm được băm nhỏ ra rồi. Và cái mùi thơm đó ở trong các cái món hải sản thì sẽ kích thích mình ăn ngon cũng như là dễ tiêu hơn. Cái này thì đúng là giống như Diễm nói là họ đã chiên qua rồi. Yeah. Làm sốt ấy. Con cá này da nó hơi dai chút. Mà được cái là có tươi. Các bạn biết là làm cái sốt này nè, nhưng mà người ta chiên á là cho nó hơi giòn vàng cái lớp da bên ngoài, nhưng mà cái thịt bên trong á là nó không có bị khô nha các bạn. Ê, miếng thịt của ông Phan Diệp này bên trong ngon lắm, vẫn còn mềm luôn nha. Mà cái này á là mình mà rưới cái nước sốt lên á cũng rất là ngon. Anh làm thử tí nước sốt này. Ở đây đúng là đặc sản là cá mú, cho nên là cô làm cho mình là mấy món về cá mú luôn. Ngày hôm nay trên cung đường di chuyển qua Quảng Ngãi thì anh Tú có ấn tượng với cái điều gì khi mà mình tới Quảng Ngãi không? Tối thì anh thấy là cái khí hậu ở đây là đang hiện tại đang rất là mát mẻ. Mình cứ nghĩ là ra đây sẽ bị nóng của miền Trung, nhưng mà không ngờ ra đây là mát mẻ. Tối đến là mát liền. Phù hợp cho ngày mai anh em mình đi ra kia thì không có bị nắng nóng quá. Tại vì mình nghĩ rằng một phần nữa là do thành phố Quảng Ngãi là có dòng sông rất là lớn chảy qua, sông Trà Khúc. Nên là gió từ sông này, gió từ cửa biển này, tối đến nó thổi vào, cảm giác là mát lạnh luôn. Nó khác so với ban ngày là nóng bức ngột ngạt. Nhưng mà cái điều mình ấn tượng nhất ngày hôm nay khi mà tới với Quảng Ngãi đó là đang vào mùa thu hoạch lúa các bạn. Nhiều cánh đồng lúa là mọi người thu hoạch này, rồi đốt rơm này, hay là phơi lúa này. Rồi những bạn nhỏ mà thả diều hay chơi bóng trên các cái ruộng lúa đã thu hoạch rồi, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà do cái thời gian anh em mình di chuyển là không đủ thời gian để dừng lại, nên là mình chưa có quay được trong cái đợt này. Ngày hôm nay mà nếu nói ấn tượng nhất trên đường đi là anh Dũng biết Diễm ấn tượng cái gì không? Thì đó là nếu mà ra khỏi khu vực chỗ thành phố Nha Trang với đèo cả rồi thì mình ấn tượng nhất là ruộng mà đang cắt xong mà người ta thả số lượng cực kỳ nhiều trâu luôn. Ôi mình bảo là nhìn từ xa xa các bạn thấy đốm đen đen á, tưởng như cục đá, nhưng mà thật ra là có số lượng trâu cực kỳ nhiều luôn mà rất là dễ thương luôn. Nhưng mà mình đi là chưa nắng nóng á, mình không có dừng lại. Cái miếng của anh này nó hơi khó gặm một tí. Mời anh ly bia nha. Cái này là bia không, cồn. Không độ cồn của Camel nhé các bạn. Nên là uống cái này thì chiêu chiêu thôi, chứ không có sợ say hay là sợ nồng độ cồn. Cái này để chúc mừng anh em mình đã đặt chân trở lại Quảng Ngãi. Và chúc cho cái chuyến đi này Diễm sẽ gom được rất là nhiều hàng. Và bán cũng rất là nhanh luôn. Dạ, mời cả nhà luôn.
ra cái tội các bạn diễn đi thực tế ngoài rồi thì mình biết là mình có nhiều cái sự hiểu biết hơn về tỏi Lý Sơn, nên là mình cũng mong là có thể lấy được đúng cái nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp mà gọi là đã tạo dựng được trên thị trường rồi. Cái tỏi Lý Sơn đấy thì mang về cửa hàng Khoa Nhiễm, hy vọng đợt này thì đi là gom bao nhiêu là về là bán hết bấy nhiêu nhanh trong vòng một tuần nha các bạn. Thực ra là trên đường ra anh em mình cũng đã ăn qua cả tỏi của Phan Rang thì thấy là cái hình dáng và cái kích cỡ nó khác hẳn nhau và cái hương vị nó khác hẳn nhau. Cái tỏi Lý Sơn thì nó sẽ nhỏ nhỏ, cái tép nhỏ, còn tỏi Phan Rang thì sẽ là hơi mập mập ú ú hơn một chút. Nó cũng là cùng kích cỡ nhưng mà nó sẽ tròn tròn hơn một chút đấy. Ra cái điều mà người ta thích ở tỏi Lý Sơn các bạn, đó là cái cách trồng và cái thổ nhưỡng. Cái gọi là cả đảo Lý Sơn nó lại thổ nhưỡng từ cái núi lửa ngày xưa đó các bạn. Là cái cách trồng ngoài đó cũng khá là đặc biệt. Ngoài ra ở đây ăn cơm là mình còn có bò xào với lại là cái ngọn măng tây. Măng tây. Đó. Thì anh Tú có thể thử xem thế nào. Để mà kẹp với lại miếng thịt bò. Khá đậm đà, bò hơi dai dai nhẹ một tí thôi. Để mình thử một miếng xem như thế nào nha. Mình thích cách xào ở đây là có một chút cái nước sốt đó các bạn, để mình ăn với cơm nó sẽ ngon hơn. Mời các bạn nha. Ăn rất là vừa miệng luôn đấy. Mà Nhiễm thấy quán này á, thích nước ngoài thơ cũng nhiều lắm anh Dũng. Bò hơi dai nhưng mà cái hương vị á, rất là ngon. Xào vừa ăn. Tỏi. Bò là không thể thiếu được tỏi, nó phải kèm một tí tỏi ở đây nó mới thơm. Em là nãy là vừa mới đặt vé tàu xong hết là 200 mấy chục ngàn một vé gì quên mất. Nhưng rồi mình đã book được cả khách sạn luôn rồi, cho anh em ở sẽ là view biển luôn nha. Ồ, đỉnh rồi. Lần đầu tiên anh Tú ra đảo nên là em quyết định là book ở cái vị trí mà có thể là theo mình cảm nhận là đẹp nhất để ngủ nghỉ mà ngắm biển luôn. Nhưng mà Diễm ăn có cái món này nhìn vậy thôi nha các bạn, nhưng mà Diễm thấy là cực kỳ ngon luôn á. Cái sốt này này, cái sốt này nó sẽ cực kỳ hợp để ăn cơm hoặc là nhậu lai dai với bia cũng được. Tại vì nó chua chua ngọt ngọt. Chắc là mình thử một chút đi. Cái này anh Dũng thử miếng này. Cảm ơn Diễm nha. Cô chủ quán có nói mình là nên gọi món này, tại vì đây là đặc sản của quán. Ngon. Mời các bạn nha. Đây anh Tú đưa chén này cho miếng này này. Lần này nó thịt nhiều này, vừa lấy là cho anh hơi nhiều xương tí là gặm hơi lâu. Tưởng đâu cho miếng ngon nhất, cái thật ra đó là miếng xương. Cái hương vị thì rất là ngon, là cá tươi rồi. Nhưng mà mình thích nếu mà ăn cơm thì đậm đà thêm một chút nữa bạn Diễm à. Vẫn cảm giác rất là ngon luôn á. Cái nước sốt chua chua ngọt ngọt nó rất là ngon, dễ ăn. Ngon lắm. Thật sự với Diễm nha, ăn mà những bữa ăn mà cơm niêu á, đôi khi là mình phải kiềm chế mình lại một tí. Tại vì ăn là kiểu hơi bon tay gấp hơi nhiều á. Nó đưa cơm. Nó rất dễ lên ký luôn các bạn ạ. Chính xác ạ. Bình thường là bây giờ Tú là chỉ giới hạn là một bữa cơm mình chỉ ăn hai chén này thôi, để bớt cái tinh bột nó đỡ mập. Anh có cả ga leo rồi anh nói gì. Nhưng mà mình vẫn phải là ăn uống cho điều độ. Hôm nay chiều nay là ngồi là thấy anh Tú chốt được cả ga leo khá là nhiều các bạn ạ. Nói chung là cũng nhờ là quý khán giả yêu mến ủng hộ và dùng có hiệu quả cho nên là cũng quay lại đặt nhiều. Với hai nữa là quý khán giả mà ở Sài Gòn thì có thể là đặt qua em Diễm, thì ở bên cửa hàng em Diễm là cũng là phân phối mà chính thức cái cả cái leo của Tú. Thì gọi là ký độc quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Không có đơn vị thứ hai đâu các bạn nhé. Nhưng mà em thấy cái món này nó cũng rất là thơm, kiểu giống như là xào xả hay sao á. Bò xào xả ớt. À. Cái này để ăn cơm này. Đây. Ở đây thì người ta xào theo dạng là cắt xả là cũng cắt hơi lát to ấy. Thịt bò cũng cắt miếng hơi to ấy đúng không? Đấy, anh Tú cứ thử xem thế nào. Rồi, anh làm xong miếng da cá này đã. Nhưng mà cũng là bò nhưng cái này nó lại mềm hơn cái này anh Dũng ạ. Hồi nãy mình ăn bò xào cần hành tây ấy, cần tây ấy, là hơi dai. Thì thường mình thấy là các cái quán ăn ở các địa phương nha, nếu mà là quán chất lượng uy tín ấy, là phải dùng bò địa phương.
nên là cái thịt bò sẽ rất là dai hơn là các cái bò công nghiệp mình ăn bình thường. Hình như đây là con bê sao, người ta còn miếng da đây thì anh nghĩ đây là con bê. Bê ha, thịt nó mềm lắm. Con bê. Ngon quá. Đây là gà xào gừng hả? Gà xào gừng. Anh gái mình chứ ngày mai mình ra đảo là mình chỉ ăn hải sản thôi. À. Anh em mình tranh thủ mấy ngày này là ăn cơm á. Cái bữa cơm làm thêm non bia này nữa là giải khát luôn các bạn ạ. Vô ăn. Mà em nghe nói là uống bia nó còn kích thích tiêu hóa nữa không? Đúng rồi em. Đừng có uống nhiều quá thôi. Nói chung là cái gì mình cũng điều độ vừa phải là tốt cho sức khỏe. Mỗi ngày vài lon thôi nha các bạn, chứ đừng làm mỗi ngày vài thùng. Hôm nay ở nhà bán bia cũng được lắm anh Dũng. Tại vì Diễn cũng xin chia sẻ lại là cái lợi ích của khán giả mình, thì mình chia sẻ là nếu mà ai uống bia mà để dành cho dịp lễ 30 tháng 4 này, tại vì 30 tháng 4 là dự kiến là nghỉ lễ tới 4 năm hôm luôn. Cho nên là ai mua thì tranh thủ thời điểm này là đang có chương trình là các bạn cứ mua 5 thùng bia Camel mà loại 500ml ấy, là Phan Diễm sẽ tặng một hũ đậu phộng với lại là một hộp ly cao cấp của Camel. Ừ. Đó, vừa có bia nha. Còn vừa có mồi nữa luôn. Lại à? Còn có ly nữa. Có cả ly để uống nữa. Vừa có lạc nữa. Thế là cái đậu phộng á. Gọi là bia kèm lạc. Bia kèm lạc kèm ly. Cũng khá là tình cờ khi mà bạn Phân Như Hùng thì thời gian gần đây là bán đậu phộng rang tỏi ớt. Thì có mặt tại cửa hàng của bạn Diễm nên là tình cờ là bạn Diễm cũng bán bia Camel. Hai sản phẩm kết hợp lại thì thành bia kèm lạc các bạn ạ. Ngày xưa người ta nói là bia kèm lạc là ví von cái gì đó thôi, nhưng mà Phan Diễm là cho vào thực tế luôn, là đúng theo nghĩa là nghĩa đen là bia kèm lạc luôn nha các bạn. Chắc là sau này mình phải kiếm một sản phẩm gì để có thể là ăn kèm mấy bia mà nó nhẹ nhàng ấy, để gửi ký gửi ở cửa hàng Phan Diễm nữa các bạn ạ. Làm mà khô bò hay cái gì đó thì cũng được á. Đúng khô rồi. Bò là đụng hàng với anh Hải anh chửi chắc. Mọi người tranh thủ nha, thật sự Diễm nói là đi quay review anh em mình gọi nhiều món một tí nha. Nhưng mà nếu mà đúng kiểu theo là ăn cơm mà gia đình mà 3-4 người thôi nha, các bạn có thể gọi một dĩa gà này thôi với một tô canh rau mướp là cũng ngon rồi. Hoặc là đơn giản một con cá này với một tô canh đó thôi. Hai món này rất là ngon luôn nè. Anh em mình thứ nhất là ăn cũng nhiều. Thứ hai ấy là review mà, nên là lúc nào cũng phải gọi nhiều hơn bình thường hết. Đấy, các bạn thấy là hết nửa con cá rồi chứ có phải ít đâu. Sức ăn của mấy anh em mình cũng mạnh hơn. Gà chắc lắm. Gà ta luôn đấy Dũng. Hồi nãy khi mà anh em mình chuẩn bị vào cái bữa cơm này thì cũng có một số cô chú ngoài đảo là bắt đầu gọi và nhắn tin vào fanpage là chờ đón anh em mình ra đấy. Thì cũng mong là ngày mai là cái hành trình mua tỏi của anh em mình là thuận lợi. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là không chỉ mua tỏi không đâu, mà anh em mình còn kết hợp là giới thiệu thêm về các cái cảnh đẹp của đảo Lý Sơn và đảo bé của Lý Sơn nữa. Có một cái là Diễm muốn đề xuất, nhà mình rất là muốn thấy được cái không khí ở cảng cá anh Dũng. Tại vì mình đi Lý Sơn khá là nhiều lần mà Diễm nghe nói là cảng cá Lý Sơn là cũng có nhiều cá. Nhưng mà chắc là lần này đi ra sẽ cố gắng tìm hiểu xem là cái thời điểm nào mà cá vào nhiều ấy. Để hãy quay để chia sẻ với mọi người luôn. 5 giờ sáng, Diễm có dậy được không? Nghe có vẻ gian nan. Nghe có vẻ bất ổn. Thường thì mình làm việc khá là trễ nên là dậy sớm nhất thì cũng là khoảng 6 giờ. Không là thường là 7 đến 8 giờ là sẽ là cái khung giờ mà Phạm Dũng thức dậy. Giờ đấy là hơi khó cho Phạm Dũng các bạn ạ, vì là mình biết là Dũng là phải chỉnh video rất là lâu, phải đến 1-2 giờ sáng rồi bắt đầu mới đi ngủ. Thế là mới kết thúc một ngày đấy. Sáng ra nhiều khi mà có việc gấp là 6 giờ dậy là ngủ được có 4 tiếng thôi. Nên là đôi khi các bạn mà xem video trễ một chút thì cũng có thể là video đấy phải xử lý nó là lâu hơn. Quay nhiều yếu tố có. Còn mạng nữa. Em mời anh Dũng nha. Thôi anh cũng cảm ơn Dũng Diễm. Dạ. Luôn luôn là dành và nghĩ đến anh những cái gì mà rất là tốt đẹp. Dạ. Đặc biệt là Lý Sơn. Nhưng mà anh Tú cũng phải lưu ý trước một chút là mùa này từ giờ trở đi tới mùa hè là Lý Sơn sẽ ngày càng nóng hơn các bạn. Chính người dân trên đảo còn sợ cái nóng đó nữa, nên là đối với khách du lịch thì cũng phải cân nhắc. Nhưng mà mình cũng không thể tránh khỏi khi mà đi biển đâu, nắng nóng. Anh thì cũng lường trước rồi, anh đã chuẩn bị theo những cái áo dài tay và quần nó rộng rãi hơn để cho mình di chuyển trên đảo để nó thoải mái hơn rồi. Cái này quan trọng, em hỏi anh có say tàu không? Anh chưa bị say bao giờ cả. Anh đi tàu chưa? Anh đi rồi, tàu cao tốc thì có anh, đi. Anh chắc chưa? Nhưng mà anh đi cũng tương đối gần nhưng chưa đi xa. Dạ. Thì
Em xin thông báo là nếu mà mai anh sai thì anh cứ xuống dưới anh ngồi. Anh khỏe thì anh ngồi trên. Kinh nghiệm của Diễm đi tàu nha các bạn, đi tàu ra Lý Sơn là nếu mà các bạn mà kiểu yếu đi, sợ say á là mình đi ra phía sau mình ngồi nha. Còn ai mà thích cảm giác mạnh á thì ngồi phía ghế đầu là rất là hợp lý luôn. Anh thích cảm giác mạnh. Vậy thì mai là mấy anh em cứ ngồi phía trước nha. Anh có thể đứng ở trên boong tàu ngắm cảnh được. Con cá này hình như mình chưa ăn anh Dũng nè. Canh cá hả? Mà con cá mập ú luôn này. Con cá này nó cũng lạ nhỉ. Nãy cô nói tên gì quên mất. Đây anh nghe cái tên của cô nói ra mà anh phải nghe đến 2-3 lần mà anh còn chưa. Mà thứ nhất là em cảm giác là thịt dày này. Cái thứ hai nữa con cá này người ta pha nấu là người ta để toàn bộ luôn, cả vây này kia luôn nha các bạn. Hình như là cá ruột hay sao ha. Không có mổ bụng hay sao á. Nhìn nó khó phán đoán giữa cá nước ngọt và cá biển nhỉ. Đúng không? Nó cũng giống như một số con cá nước ngọt ấy. Nếu mà anh ăn được cả ruột luôn thì anh cứ thử xem. Ơ người ta để ruột luôn anh Dũng. À, người ta để cả ruột ấy. Có đắng không anh? Không đắng. Thịt nó rất là ngọt. Nếu mà người ta để có xương răm không anh? Xương răm nó cũng rất là nhỏ đó, mềm thôi. Chứ không có xương răm không có bị cứng. Cái vây của nó cũng rất là mềm. Không, cá này cá gì mà lạ vậy ta? Nghe là người ta nấu mà người ta để nguyên con vậy có nghĩa là có ý đồ đấy. Đây, gấp mà nặng đũa luôn này. Đây. Không lẽ là ăn được cả ruột à? Em dễ thử. Nghe cá này cá biển. Em nghĩ là với cái hình dáng này thì nó là cá nước ngọt đấy. Anh Dũng coi thịt này. Ôi. Cá này mà kho cũng ngon này, tại vì mình nhìn thấy cái phần thịt nó rất là dày luôn. Kiểu kho rục ha. Đúng rồi. Kho rục thì rất là ngon. Hoặc là nó xương răm nó cũng sẽ là hơi nhỏ Diễm. Ui rất là dễ, nó dễ thịt luôn này. Đó. Ôi, nhìn không có xương này răm nhiều đâu. Đó. Anh Dũng có muốn thử miếng không? Để mình xin phép thử một chút nha. Đây này. Miếng này là không có xương răm này. Đúng là cô gái miền Tây ăn cá nó khéo léo hẳn hơn mình. Thì mình ăn là không được gọn gàng. Mời các bạn nha. Cảm ơn bạn Diễm nha. Thật ra cũng có xương dăm đấy. Nhưng mà sao người ta để đầu tiên là cái mùi thơm của thịt cá. Thứ hai á là một cái vị đắng nhẹ của ruột hả? Mình nghĩ là cái ruột của nó ngấm ra hay là trong nước nước canh có cái gì đắng ra? Anh nghĩ là trong ruột ấy. Em nghĩ là độ đắng của ruột đúng không anh Tuấn? Đắng của ruột. Đây. Đắng rất là nhẹ, dễ ăn lắm. Đây, nước mắm này là có tỏi, có ớt này nha. Đấy. Xong rồi cái con cá này này lấy hết xương ra chấm với nước mắm. Nếu mà gắp được cái tỏi do là khá nhỏ chứ gắp được thì cho miếng tỏi nữa thì rất là ngon. Mời cả nhà nha. Cái xương răm của nó cũng rất là mềm. Anh cũng đã bị luộc mấy cái mà không có sao cả. Thịt ngọt, béo béo. Nhưng mà nếu mà các em bé thì thật ra là không nên. Em nghĩ là phải thật kỹ nha. Tại vì nó có xương răm á. Mà cái quan trọng là cái sự hài hòa của món ăn ấy. Ăn rất là ngon nha các bạn, dễ ăn. Cái này nó hợp với chấm mắm mặn hơn. Con này em cảm giác là hơi giống con cá linh ở miền Tây. À. Cũng béo béo nè. Bây giờ anh em mình đoán thử xem là cá nước mặn hay là cá nước ngọt. Anh trả lời đi, em sẽ giải thích cho. Anh đoán là cá nước nợ, nó nằm ở cửa biển gì đấy á. Anh không nói nước ngọt hay nước mặn, trả lời nước lợ. Giữa hai vùng nước. Hai nước là, nói chung là đây là đặc sản của Quảng Ngãi thì khả năng nước lợ là cũng rất là nó nằm ở cái vùng sông lớn ở gần cửa sông ấy. Vì nó không có vị tanh ấy. Nếu mà cá đồng rồi cá suối hay là cá nước ngọt là nó sẽ có cái vị tanh nhiều hơn. Cái ruột nó hơi đắng đắng. Hay là đắng vị ruột các bạn. Giờ thôi mình ăn mấy miếng thịt rồi bỏ qua bát ruột nhé. Xương dăm hơi nhiều. Tùy theo vị trí của cái con cá thì cái chỗ nào nó sẽ nhiều xương dăm hơn. Như hồi nãy mình ăn trên cái phần thân dày thịt nhất thì ít xương dăm. Anh đã thử hỏi nhá. Em ơi, con cá này là cá gì ấy nhỉ? Cá này gọi là cá gì á? Cá niêng à? Cá niêng à? Nó nằm ở biển hay là nằm ở nước ngọt? Trên suối. Anh em mình Ba Tơ là một cái huyện miền núi cao của Quảng Ngãi mình ấy đúng không? Cá suối. Cá suối. Cá suối. Cá niêng. Cá niên. Niêng. Niêng. Niêng.
nấu rau răm. Nó ăn được cả ruột à cô? Vâng. Mà nấu cái này là nấu rau răm nha các bạn. Ngon đấy. Rau răm này. Mà anh em người thì đoán nước ngọt, người thì đoán nước lợ, nhưng mà nó là cá nước ngọt ở suối. Nước suối á. Nước suối. Vâng. Suối là thì ta là bằng á. Dạ. Ngon, đồ ăn ngon cô ạ. Dạ. Nhưng mà mình nghĩ rằng mọi người trước khi ăn các cái món khác hoặc là kết thúc bữa ăn á thì nên để dành lại một chút cơm để ăn với canh chua. Đang chuẩn bị đây. Tại vì cái tô canh chua ngày hôm nay khi mà vừa mới bưng ra thôi, mình ngửi cái mùi thơm của nó là mình cảm nhận là tô canh chua này sẽ rất là ngon đấy. Canh tô với canh chua nha. Đây, các bạn nhìn này. Bạn thấy tô canh chua này. Này là nấu với lại cái măng này, mời cà chua, thơm. Thì cái phần mình ấy là hồi nãy là nấu làm người ta làm sashimi đó. Còn phần đầu, phần xương này này, người ta nấu canh chua. Thì ngon quá nhờ, thịt ngon quá nhờ. Hấp dẫn đấy. Cho nhiều nước canh nhá, Diễm nhá. Đấy. Ngập tràn luôn này. Diễm mà cho đi chở xe ô tô chắc là thường xuyên quá tải ấy. Múc thức ăn đầy ấy mà cho đi chở vận tải chắc là chở quá tải suốt ấy. Thì người ta cho bao nhiêu nhưng mà mình cứ chở lố lên tí ha. Đây này, trong này có cả măng này. Cà chua. Kiểu là lúc nào cũng chăm sóc cho anh em đong đầy nhất có thể. Này, khách đến nhà không bao giờ mà no là đói bụng. Khách là tới nhà là chỉ có vui thôi. Chỉ có vui và no bụng đi về thôi. Đây, nó rất là nhiều xương trong này, nhưng mà nhiều xương. Ui, ui, đây. Cái bộ gan. Gan với lại bao tử. Đây, anh Tú có muốn thử này không? À, để nhường cho Tú, Tú anh Dũng. Người ta sẽ cắt mấy miếng lận ấy. Anh muốn nhường cho bạn Tú đấy, vì bạn ấy là vất vả mà chạy cái xe đấy là hơi cực ấy. Đây, có rất là nhiều thịt trong này luôn nha các bạn, cái phần xương vây ấy. Quá. Cái này làm chén nước mắm mặn rồi làm trái ớt vào. Hết rồi làm tô luôn. Cơm nữa, chỉ cần một tô canh chua thôi, không cần thêm món gì nữa. Diễm đang kiếm cái chỗ cái cánh cái vây đầu á. Đây đây đây. Đó, à, chén canh nữa là no luôn. Thật sự là anh thấy là cái việc mà mình đi kiếm những cái quán ăn chất lượng là nó rất là cần thiết. Vì ngay kể cả bản thân Tú các bạn ạ, là mỗi lần đi đến mỗi thành phố mình đều phải loay hoay, mình hỏi người bản địa, mình phải hỏi người khác để có những cái quán ăn mà cơm liêu hay là quán ăn gia đình chất lượng để mình trải nghiệm, mình mời bạn bè. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là những cái chuyến đi này anh em mình thỉnh thoảng kết hợp mà trải nghiệm với những cái quán ăn cơm này thì nó rất là phù hợp. Để mà khi khán giả của anh em mình đi đến những địa phương đấy này, sẽ có là những cái địa chỉ mà ăn uống nó thích hợp. Dạ đúng rồi. Tại vì mình đi á, mình luôn gọi, thứ nhất là tìm quán rất là kỹ á, để có thể chia sẻ với các bạn. Cái nhiều khi là mình đi du lịch á, hoặc là mình đi ngang qua thì mình không biết tìm ở đâu, và có những quán thật ra trên Google không có luôn nha các bạn. Nên là với mình á, việc mà giới thiệu ẩm thực á là nó cũng rất là quan trọng đấy. Cái canh này đó cũng là một cái trách nhiệm và cái niềm vui của Phạm Dũng đó các bạn. Anh em mình thì thực sự rất là đam mê với cái công việc là đi review món ăn ngon cảnh đẹp, nên là mỗi lần mà mình tìm được cái địa điểm nào đẹp này và đặc biệt là quán ăn ngon này thì mình vô cùng vui luôn. Ngon, canh này cũng ngon em... mà là em lại thích chua hơn tí nữa. Hơi nhẹ tí nhỉ, hơi nhẹ cái độ chua và cái độ đậm đà nó hơi nhẹ một chút. Thế là quán này mình nghĩ rằng chủ trương là nấu tất cả các món đều nhạt hơn một chút so với bình thường. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà nấu nhạt như vậy thì nó sẽ bớt đi cái độ đậm đà ấn tượng của món ăn. Cái này nên là mình nghĩ rằng là cứ đậm đà luôn đi. Cái này mình phải cho cá phải vào trong luôn này luôn. Đúng rồi. Đây, cá canh chua này thì cứ chấm nước mắm mặn thôi các bạn là ngon rồi. Thật ra là đầu bữa là mình ăn một chén canh ngọt, cuối bữa mình là mình kết thúc một chén canh chua là hợp lý đấy. Quá chất lượng luôn này. Cá tươi ngon. Mà thực sự là ngày hôm nay là trên đường mình di chuyển từ Nha Trang tới với Quảng Ngãi thì mình cứ nghĩ là nó nhanh cơ. Khoảng 3 giờ là mình tới đây được rồi, thì mình sẽ còn khoảng 2-3 tiếng lúc trời còn nắng để mình đi khám phá Quảng Ngãi. Nhưng mà không ngờ là đường xa này, tới 400 cây, lại còn đường xấu nữa. Rồi một phần nguyên nhân nữa là do mình chờ đi chậm để chờ chiếc xe Camel đỏ để mình đi cùng nhau, nên là
khi mà tới đây thì trễ quá rồi, nên là mình bắt buộc là chỉ có thể thực hiện được một cái bữa ăn tối tại Quảng Ngãi thôi. Cũng mong là lần sau hoặc là những lần sau nữa anh em mình sẽ có nhiều thời gian để giới thiệu những gì đặc biệt của Quảng Ngãi hơn bạn Diễm à. Ngoài ra thì Quảng Ngãi các bạn, từ đồ ăn này, từ dịch vụ, từ khách sạn này, chỗ nghỉ ngơi này, rồi buổi tối các dịch vụ kèm theo á, Diễm thấy là rất là đầy đủ, hiện đại, về quán cà phê này hay là sinh tố, đồ ăn, nhà hàng hay là bình dân đều có đầy đủ hết. Rồi từ đây mà ví dụ như khi mà các bạn lựa chọn đi du lịch ở đâu á, thì các bạn có thể dừng chân tại Quảng Ngãi. Mình có rất là nhiều món ngon và đặc biệt nữa. Hy vọng là lần sau này anh Tú này hay là khán giả của kênh Phạm Dũng mà đặt chân tới Quảng Ngãi thì có thể thưởng thức món giòn. Giòn rất là ngon luôn anh. Giòn à? Ngon cho một trứng hộp vịt lộn vô nữa. Sảy luôn. Mình chỉ có một cái kinh nghiệm chia sẻ với tất cả khán giả kênh Phạm Dũng thôi. Đó là ai mà chưa từng tới Quảng Ngãi hoặc là chỉ mới tới một lần mà chưa ấn tượng á, là do là mình chưa dành đủ thời gian cho Quảng Ngãi thôi. Còn đối với anh em mình là lần đầu tiên là ấn tượng vừa phải, và kể từ lần thứ hai trở đi là ấn tượng mạnh luôn và cực kỳ yêu thích thành phố Quảng Ngãi này. Nên là mong là các bạn sẽ có nhiều thời gian để tới với Quảng Ngãi hơn, để tìm hiểu hơn. Và cũng mong rằng cái hành trình của anh em mình ngày mai ra đảo nó sẽ thuận lợi bạn Diễm ạ. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi cái hành trình anh em mình đi, thì các bạn có thể là lựa chọn cho mình mỗi nhà có một ít tỏi Lý Sơn ở trong nhà để các bạn thưởng thức cái đặc sản của Việt Nam mình, đặc sản nông nghiệp do chính tay mấy anh em mình là đi là để mang về. Thì một lần nữa là phải cảm ơn anh Tú, thì tối nay anh nhớ là ngủ sớm để sáng mai đi đảo, đừng hồi hộp quá. Mấy hôm nay thì mình đã được tẩm bổ rất là nhiều món ngon, ăn cơm mà như hôm qua thì ăn cơm với tôm hùm mà xào rồi. Hôm nay thì ăn cơm với lại cá mú như thế này nữa, thì ngày mai này cơ bắp các thứ là chắc là đảm bảo để khiêng tỏi này. Chuyến đi lần này là anh em mình dự kiến là thu mua khoảng 1 tấn như lần trước để vừa cái trọng tải của xe thôi. Hy vọng là sẽ đủ để đáp ứng cái nhu cầu của khán giả kênh Phạm Dũng. Còn clip này thì mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái hành trình tiếp theo của anh em mình trên đảo Lý Sơn nha. Bye bye. Chào cả nhà nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578, và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.